Hi, được chào tất cả mọi người. Nay Lực tiếp tục đi câu cá nữa bạn ơi. Chiều nay thì đi đánh mấy con mương lạng bạn ơi, cặp mé mấy cái bời sại. Phía trong nó có nuôi cá bạn ơi. Có mấy cái mương nhỏ nhỏ phía trong nè, cặp mé bời sại nè. Phía trong này người ta có nuôi cá nha cả nhà. Hôm nay thì Lực câu phía dưới cái mương này bạn ơi. Mương này nó cũng cạn thôi, giờ là nước ròng bạn ơi. Mương này thì chắc chủ yếu cá rô, cá chê với cá rô phi cả nhà ơi, có mấy loại đó thôi. Giờ kiếm chỗ xuống trống câu cả nhà ơi. Chỗ này thì mưa nó mới tạnh nè cả nhà ơi. Rồi, giờ Lực sẽ chuẩn bị chỗ câu bạn ơi. Giờ dài đằng đó thì nó cạn lắm. Nó không có sâu, nên Lực không có câu. Lực câu khúc này. Mà nó có đường khúc sâu khúc này à bạn ơi. Chừng mười mấy thước à. Nay Lực đi cũng hơi trễ cái nhà ơi. Tại mương này cá rô phi nhiều lắm bạn. Mương này Lực câu cũng đây là khá lâu rồi. Rô phi thì thường thường nó ăn cũng rất là trễ cái nhà. Cũng chiều chiều các bạn ơi, chiều càng tốt cái nhà ơi. Cái giờ gần gần chập tối rô phi nó ăn mạnh bạn ơi. Đây đánh trùng nha cả nhà, trùng cơm nha. Phi bự rồi ơi, bự nha. Đó, phi già mới đã nè cả nhà ơi. Đã không ạ? Hết tuyết rồi. Rồi, cuối cùng lên được phi già bạn ơi. Đó. Đã cả nhà. Chú ghê vậy? Con mấy cá nó là cây á. Biển đâu cá. Rồi, đây con rồi bạn ơi. Wow. Có lý không cả nhà? Kiếm thêm mấy con nữa không được bạn ơi. Phỉ bự ghê. Mương tự nhiên mà mấy con phi già cỡ bể lớn là cũng quý rồi bạn ơi. Nó còn sống tới bể lớn là thấy cũng im rồi đó. Giờ nó lên được con rồi đó bạn ơi. Có lý rồi đó. Giờ dám bỏ chứ dám nó ăn tiếp lắm bạn. Rô phi này nó ăn nhiều lắm, nó ăn cả bầy vậy đó. Rồi hy vọng nó ăn tiếp bạn ơi. Nó ăn được cái nó ăn nhiều lắm, nguyên bầy vậy đó. Chỗ này mà giật được nguyên cái bầy nó chắc là bự, các con nào nấy bự bự không bạn. Nổi bẹo dưới kìa. Phía đó kìa.
nó nữa gì đó bạn ơi, phi già nữa gì đó, nó nữa nhờ ơi, hai con luôn bạn ơi, hai con luôn nhờ ơi, hai con luôn, hai con luôn cả nhà ơi. Bây giờ đó đã không cả nhà, giờ phi già đó chịu lên nha các bạn. Trời ơi nó đã phi bự không bạn ơi. Đây đây hai con nữa bạn ơi, giờ nó chịu ăn rồi đó cả nhà ơi, chịu ăn là giật đã luôn bạn ơi. Hết biết quen khuy bạn ơi. Hôm nay chắc tại mới mưa đó bạn ơi, mới mưa xong cá nó cái phi nó chịu ăn. Đó, nó nữa đó bạn ơi. Nó nữa đó. Trời ơi, con phi có chút xíu cả nhà ơi. Con này thả nha cả nhà. Để mình mốt lớn bắt tiếp bạn ơi. Cá lô kiến nó bậy bậy ở chỗ nó ăn lên ba cái lên ba mấy cái lá ba cái lá còng kìa bạn, ở dưới nó bậy bậy chứ đó đó, kéo 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 trời, là trời gì ta, giờ nó ăn mà gì giật hụt hoài bạn ơi. Mình hình dung lại chỗ này sao tự nhiên nó tối bạn ơi, nó thiếu ánh sáng quá. Nó ăn nữa bạn ơi. Đó, nó ăn nữa đó. Đó, đó, đó. Đó. Giờ nó mới ăn rồi các nhà ơi. Nó mới thả ghê mà. Tôi biết rồi. Thôi. Con nữa các bạn ơi, con nữa các nhà ơi, lâu lâu mới đựng bữa nè bạn ơi.
rô hay gì bạn ơi, rô quá, phi nữa bạn ơi, phi nữa nha, phi nữa nha. Đó con nữa nha cả nhà, rồi lên con nữa bạn ơi. Này giật mấy cái phi này mới cảm giác lại bạn ơi, giật mới đã dữ lắm bạn. Phi nào mấy quá trời rồi, gì nó mới sướng trời cái trời. Cho đã luôn bạn ơi. Ôi, đẩy bạn ơi. Lên khi nào mới vậy vậy bạn ơi, giờ 16 giờ đó bạn ơi, còn tối mấy con phi già nó ăn không cả nhà, mới xảy con phi già trước bạn ơi, đây con phi già này cũng được. Ráng thêm con hai con nữa, giờ nhà cũng tối rồi bạn ơi, 6 giờ hơn rồi, nay đi chạy chở là để canh mấy con cá phi này nè bạn. Tìm nó lên hết sức rồi đó bạn ơi, kiếm con nó về cái nhà ơi, 6 giờ hơn rồi, tối quá tối rồi. Lên con nữa cái nhảy, con này cũng bự bự bạn ơi, cũng được. Đây con cuối cùng nữa nha, giờ nó ăn dữ lắm bạn ơi, mà tối quá tối rồi phải về cái nhảy, để là câu thêm cho chín nữa bạn, hôm nay đi hơi trễ nè, đúng cái lúc nó cái phi này nó ăn trễ cả nhà ơi. Giờ câu nữa thì hồi không thấy đường cả nhà ơi, mới chắc dừng lực dừng video ở đây luôn nha cả nhà. Tổng kết với câu hôm nay nha cả nhà, có hôm nay được nhiều các bạn ơi, nhưng mà trời cũng tối quá, hơn 6 giờ mấy rồi,
em được 6-7 con nào nó hết mất bự các bạn, xảy mấy con bự nữa. Ôi gì cũng ngon rồi nhà ơi, hôm nay lực hên các bạn ơi. Rồi giờ cũng tối dữ lắm rồi bạn ơi, tối thui rồi nên là lực xin phép dừng video nha. Hôm nay canh con nước này đi để trễ nè bạn, câu nó mới dính mấy cái rô phi này nè, chứ thường ngày đi sớm sớm câu nó không ăn bạn ơi. Bây giờ lực xin phép về cả nhà ơi, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Mọi người có xem được video của lực thì cho lực xin một like và một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha. Lực cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, xin chào và tạm biệt cả nhà.